Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích video. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày nha. Xin mời các bạn nghe truyện Thiên Quan Tứ Phúc, giọng đọc Lãm, chương 27. Tạ Liên nói, gọi một tình ngay. Phong Tính khép ngón trỏ và ngón giữa tay phải đặt lên Nguyệt Thái Dương, thông linh với Mộ Tình. Bên kia Thích Dung mắng, ra là chạy đến từ xó xỉnh Vĩnh An, đúng là núi nghèo nước độc xin điêu dân, bộ nghèo là được quyền cướp tiền của thần tiên à. Lan Anh nói, ta không có cướp, bây giờ ta lại thần tiên mà các người thờ, ta quỳ gối dập đầu trước ngày ấy, cầu xin ngày ấy cho ta tiền cứu mạng người thân quê nhà của ta, ngày ấy có cứu chúng ta không? Thích Dung nghẹn họng mà nhủ thầm, nếu như nói có, chẳng phải là phải để cái thằng này trèo lên từ lan can ôm tiền bỏ chạy như là đúng rồi hay sao? Vì vậy gã nói, Thái tử điện hạ là thần tiên đều bận tối tăm mặt mũi, ai mà rảnh để ý tới cái hạng điêu dân các ngươi chứ? Nghe vậy, Lan Anh chậm gãi gật đầu mà nói, ta cũng cho rằng sẽ không có để ý, đâu phải chúng ta chưa từng vang lại, chẳng phải từ đầu chí cuối đều vô dụng hay sao? Nên chết vẫn chết thôi. Tạ Liên chấn động, một đạo nhân quát lên, cái kẻ này dám nói lời bất kính như thế trong điện thần, không sợ thiên nhân giáng tội sao? Lan Anh lại nói, chẳng sao cả, giáng thì giáng đi, đã không sợ ngày ấy không cứu, còn sợ ngã giáng tội sao? Thích Dung phất tay, một đám kẻ người hầu chực chờ đã lâu đua nhau xông lên vây quanh thanh niên kia mà tay đấm chân đá. Phong Tính ở bên trong tận dụng mọi điều kiện có thể tiêu từ đầu lực đấm đá của bọn chúng. Vì thế tuy Lan Anh trông như là kẻ bị đè xuống hành hung, nhưng mặt mũi lại ngớ ra, không tránh không né, chỉ thỉnh thoảng nâng tay che bọc hành lý ở trên lưng của mình. Thích Dung thì cầm một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa rung đùi mà quát, đánh mạnh vào cho bổn vương. Đúng là rặt một cái bộ kẻ gian ác. Nghe hắn tự xưng, Lan Anh bỗng dưng ngẩng đầu lên mà hỏi, ngươi là vương, vương gì cơ? Ngươi sống trong hoàng cung sao? Ngươi được gặp quốc vương không? Thích Dung thuận miệng mà phun một cái, ta là ông nội của ngươi đấy, ngươi còn trông mong được gặp quốc vương bệ hạ à? Bệ hạ ngày bận ngàn việc, ai mà rảnh để ý tới ngươi chứ? Lan Anh lắc lắc cổ, ngoan cường mà hỏi, tại sao không rảnh để ý tới ta? Thần tiên không rảnh để ý tới ta, bệ hạ cũng không rảnh để ý tới ta, vậy cuối cùng ai rảnh để ý tới ta? Rốt cuộc ta nên đi tìm ai? Quốc vương có biết bên Vĩnh An đã chết rất nhiều người rồi không? Người trong hoàng thành có biết không? Nếu biết tại sao thà ném tiền xuống nước cũng không muốn cho chúng ta? Thích Dung cười sằng sặc mà đáp, tiền của bọn ta thích tiêu thế nào thì tiêu thế nấy, cho dù chơi lia đồng xu trên mặt nước cũng chẳng mắc mớ gì đến người khác, dựa vào đâu phải chia cho các ngươi? Ngươi nghèo thì ngươi có lý à? Tuy rằng lời trên cũng có lý lẽ nhất định của nó, nhưng nói vào cái lúc này thật sự không phù hợp cho lắm. Tạ Liên đang nghĩ cách bịt miệng của Thích Dung lại. Ngay lúc đó, một thiếu niên áo đen vội vã vòng ra từ sau điện mà hỏi, điện hạ, cho gọi ta có chuyện gì? Tạ Liên ngoắc ngoắc tay mà nói, Mộ Tình, mau tới đây. Mấy ngày nay, trong số những lời cầu nguyện ngươi nhận được, có nghe được về tin tức Vĩnh An gặp hạn hán hay không? Mộ Tình sửng sốt mà nói, không có nghe nói. Phong Tính buộc miệng thốt ra trong lúc cấp bách, làm sao không có được, dân chạy nạn bên kia trốn đến đây luôn rồi. Giọng điệu của Phong Tính quá chắc chắn, khiến cho sắc mặt của Mộ Tình hơi đanh lại, gượng gạo nói, ta nói đúng sự thật thôi, đích xác là không có. Chẳng lẽ ý các ngươi nói ta cố tình biết mà không báo sao? Vậy ngươi có nhận được không? Nếu thật sự có người Vĩnh An khẩn cầu giải hạn, điện thái tử là tháng lẻ do ta phụ trách, tháng chẵn do ngươi phụ trách, chắc không đến mức toàn bộ lời cầu nguyện liên quan đến nạn hạn hán đều tập hợp vào tháng lẻ đâu nhỉ? Nên ngươi cũng chẳng biết tẹo nào hết. Phong Tính ngẩn ra, ngậm lại, đúng là có lý, bèn nói, ta đâu có nói ngươi cố tình, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Nghe như bọn họ lại sắp bắt đầu cãi cọ, Tạ Liên đau đầu mà làm dấu tạm ngưng, nói, được rồi, Phong Tính, không có ý đó đâu, ngừng ngay đi. Hai người lập tức ngậm miệng không tranh cãi nữa. Đúng lúc Thích Dung nhìn thuộc hạ đến Lan Anh rốt cuộc cũng đã phát ngán, gã vớ lấy cái túi nhỏ đựng vỏ dưa mà nói, lôi cái thằng trộm cắp này vào đại lao nhốt đi. Đám người hầu đáp tuân lệnh, sau đó vài kẻ nhấc Lan Anh lên.
Tạ liền nói, giải quyết cái vấn đề hiện tại trước cái đã, cứu người này ra rồi ta sẽ hỏi kỹ hắn là cái chuyện Vĩnh An thế nào. Sắc mặt dịu lại, Mộ Tình dè dặt đáp, điện hạ muốn giải quyết thế nào, huynh không thể tùy tiện hiển linh được. Sau khi phi thăng, quy tắc mà Tạ Liên không tài nào hiểu được chính là cái này, bảo rằng thần quan phải cứu rỗi chúng sinh, thế mà cứ khăng khăng muốn ra vẻ ta đây ngự trị tinh chúng sinh, không được tùy tiện hiển linh, khiến cho y thường xuyên khoanh tay bó gối, phiền muộn vô cùng. May mà Tạ Liên cũng có không ít cách đối phó, y không nghĩ ngợi gì, cũng chẳng buồn ngoảnh đầu, đưa tay đẩy một cái, phát hiện cái bóng ở trên mặt đất thoát cái lắc lư. Đám người phía trước ngờ vực xoay người lại. Giây tiếp theo, Thích Dung kêu thảm, thái tử biểu ca. Cái đẩy này, Tạ Liên thế mà đẩy ngã tượng thần của mình. Pho tượng vàng cầm kiếm cầm hoa tao nhã tuấn tú, như nghiêng mà không nghiêng, từ từ ngã sang một bên. Sắc mặt Thích Dung trông tan nát ruột gan, cứ như là nhìn thấy mẹ của mình thắt cổ đá ghế vậy. Nên chẳng còn dư sức đâu mà để ý Lan Anh, chạy ào qua ôm chặt đùi tượng thần, ngoan cường mà chống đỡ, gào khản cất cổ. Lũ vô dụng các ngươi, còn chần chờ cái gì nữa, mau giúp ta đỡ huynh ấy, đừng để thái tử biểu ca ngã, huynh ấy không thể ngã được. Thích Dung thì đau xé ruột, còn Tạ Liên thì bình chân như vậy, lại bước qua người gã, bước ra khỏi điện thái tử. Mặt của Phong Tính và Mộ Tình cũng muốn nứt cả ra. Hồi lâu sau, Phong Tính mới nói, điện hạ, đây là tượng thần của huynh đó. Chuyện ngã tượng thần này là điềm xấu, ít nhiều cũng sẽ kiêng kỵ phần nào. Thần quan tự đẩy ngã tượng thần của mình là như thế nào? Đúng là mới nghe lần đầu, chuyện lạ ba giới. Tạ Liên nói, một cục vàng thôi mà, không làm sao lại giờ lực chú ý của bọn chúng được. Các ngươi đè tiện vàng đó đi, đừng để cho bọn chúng thoát ra, ta sẽ đi gặp cái người kia. Dù rằng không nói tiếng nào, nhưng Phong Tính và Mộ Tình chỉ có thể nghe lệnh, mỗi người đứng một cạnh tượng thần, duỗi một ngón tay, đè lên cái tượng. Bọn họ chỉ cần ra cái chiêu đó là đủ sức, mấy người kia dốc hết sức bình sinh mà cũng không có nâng nổi lên, chỉ còn cách miễn cưỡng mà cầm cự, nghiến răng nghiến lợi mà nói, không hổ là vàng thật, đủ cân lượng phết. Thấy cả đám chẳng có để ý đến mình nữa, Lan Anh ngã ngồi trên ngoài nhìn chằm chằm tượng thần lấp lánh ánh vàng kia hồi lâu, cuối cùng cũng đứng dậy phủi phủi bụi trên người, sau đó vác cái bọc hành lý mà chạy ra ngoài. Tạ Liên đi theo sau hắn, chờ hắn chạy tuốt ra xa, chui vào một rừng cây rậm rạp xanh tươi, giáo giác nhìn xung quanh, sau cùng mới ngồi nghỉ tại một cái gốc cây. Tạ Liên thì nấp ở sau cây, tiện tay bắt quyết niệm chú, biến thành một tiểu đạo sĩ áo trắng. Tiến hành xong, Tạ Liên nhìn mình từ trên xuống dưới, sau khi xác định không có chỗ sơ hở, y vung phất trần một cái, đang nghĩ xem thì nên xuất hiện kiểu nào mới không đột ngột. Thì thấy Lan Anh đang ngồi xổm trên một cái vũng nước cạnh gốc cây, miệt mài dùng hai tay đào một cái hố ở dưới đất. Đôi tay của thanh niên này rất thô to, một bàn tay xúc xuống đã rộng mà còn sâu nữa, đào cho bùn đất văng tung tóe, hệt như một con sói đen gầy gò. Tạ Liên đang kinh ngạc với cái việc tự dưng Lan Anh lại đào hố. Chỉ thấy hắn chùi bùn đất lên quần, đoạn dùng tay múc một cái bốc nước trong vũng nước đưa lên bên miệng. Thấy thế Tạ Liên không trốn được nữa, vội vàng bước ra chặn tay hắn lại, lấy một bình nước từ túi càn khôn trong tay áo ra đưa cho hắn. Lan Anh đã ngậm một cái ngụm nước múc từ cái vũng nước đang phồng má nuốt xuống. Thấy cái vị tiểu đạo sĩ này thình lình xuất hiện cũng chẳng thấy làm lạ, hơn nữa cũng không từ chối, nhận lấy cái bình nước tua ừng ực một hơi sạch, uống xong mới nói cảm ơn. Nếu đã đột ngột xuất hiện, Tạ Liên cũng không có chú ý lời dạo đầu tự nhiên gì nữa. Y cố gắng vẫy phất trần sao cho ra dáng tinh cậy và đầy cốt cách tiên nhân mà nói, anh bạn này, người từ đâu đến, muốn đi nơi nào? Vĩnh Anh đáp, chúng ta đến từ Lan Nhi Lon của thành Vĩnh An, lẽ ra muốn đến Hoàng Cung, bây giờ ta đổi ý rồi, không đi nữa. Tạ Liên sửng sốt mà hỏi, chúng ta? Lan Anh gật đầu, chúng ta và con của ta. Tạ Liên càng bối rối hơn, trong lòng lại thoáng thấy ớn lạnh, chỉ thấy Lan Anh tháo cái bọc hành lý trên lưng xuống, mở ra mà nói, con ta. Thứ được bọc trong bọc hành lý trên lưng của hắn, thế mà lại là thi thể của một đứa con nít. Thân hình của đứa bé cực nhỏ, xem ra chưa đầy 2 tuổi, mặt mũi vàng vọt, đôi má lõm xuống, vài sợi lông tơ vàng vọt lưa thưa trước tán, ngoài ra còn nổi một ít rơm sảy. Gương mặt nhỏ nhắn của nó nhíu lại thành một cái biểu cảm kỳ quặc, trông giống như sắp khóc tới nơi, khó chịu tột cùng.
Hai mắt đã nhắm chặt nhưng miệng vẫn còn há, tiếc rằng không phát ra được tiếng nào nữa. Con người của Tạ Liên chợt co rút, cổ lòng bàng hoàng, thốt cũng không có nên lời. Thảo nào y cứ cảm thấy thái độ của người thanh niên này có gì đó không ổn. Không nói được kỳ quặc ở chỗ nào, chỉ cảm thấy không giống người bình thường. Nói năng, hành động như thể là hoàn toàn không suy nghĩ đến hậu quả. Song ngang đánh thẳng, bất chấp ngọn ngành, bây giờ xem ra người này làm gì còn hậu quả nào mà để cần suy xét nữa. Cho Tạ Liên xem con trai xong, Lan Anh bọc con trai lại, cẩn thận nhét gốc bọc, nhìn cái nét mặt và hành động chuyên chú của hắn. Trong lòng Tạ Liên khó chịu khôn tả. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy thi thể của đứa nhỏ như thế, lắp bắp mà hỏi, ngươi, con của ngươi chết như thế nào? Lan Anh vác cái bọc hành lý trên lưng, ngơ ngác mà nói, chết như thế nào hả? Ta cũng không biết chết như thế nào nữa. Vừa khát, vừa đói, vừa bệnh, hình như cái nào cũng có một chút. Hắn gãi gãi đầu mà nói, lúc vừa cổng ra khỏi Vĩnh An, nó còn ho được vài tiếng. Ở đằng sau kêu, cha ơi, dần đà, nó không lên tiếng nữa, chỉ ho khùng khục thôi. Rồi sau đó, ngay cả ho cũng không có, ta tưởng rằng nó đang ngủ, đến khi tìm được đồ ăn, lúc định gọi nó dậy, nó chẳng còn dậy nổi nữa. Không ngờ đứa bé này lại chết ở trên đường chạy nạn. Lan Anh lắc đầu mà nói, ta không biết chăm sóc trẻ con, nếu vợ ta biết con trai đã chết, chắc chắn sẽ mắng ta té tát cho mà xem. Im lặng một hồi lâu, hắn lại nói tiếp, ta ước gì vợ ta còn có thể mắng ta. Ánh mắt của hắn từ đầu tới chí cuối vẫn bình thản như thường, tựa như một khúc cây chết rũ, một đầm nước tối mịt, không dậy nổi chút sức sống và gợn sóng. Cổ họng của Tạ Liên xích chặt lại, hồi lâu sau mới khẽ mở miệng, ngươi chôn đi. Lan Anh gật đầu, ừ, ta muốn chọn nơi tốt một chút, nơi này không tệ, có cây, có ánh nắng, còn có nước nữa, chôn xong ta sẽ quay về, cảm ơn nước của ngươi. Hắn ho khan vài tiếng, đoạn cúi người, tiếp tục dùng tay đào hố. Tạ Liên lại làm bầm, không, ngươi đừng nói cảm ơn ta, đừng nói cảm ơn ta, đừng nói. Bây giờ thì Phong Tính và Mộ Tình cũng chạy tới, thấy bên này một người thì đang đào hố, còn một người thì đang đờ đẫn ù ù cạc cạc. Tạ Liên chẳng còn tâm trạng mà nói nhiều, ngơ ngác lặp đi lặp lại câu này, nửa ngày sau mới sực nhớ. Chỉ cho nước là chưa có đủ, người này còn phải về Vĩnh An. Thế là y thò tay vào trong tay áo, mò mẫm hồi lâu, cuối cùng móc ra một thứ, đưa cho đối phương. Người lấy cái này đi. Lan Anh dừng động tác, nhìn kỹ cái thứ trong tay của Tạ Liên. Đó là viên ngọc đỏ thẫm lớn chưa bằng móng tay, màu sắc trong suốt, ánh sáng lấp lánh, đẹp đến động lòng người. Dẫu cho không biết đây là cái gì, chỉ cần nhìn một cái cũng hiểu được cái vật nhỏ này chắc chắn là giá trị liên thành. Đây chính là một bên khuyên tai còn lại trong đôi khuyên tai ngọc san hô đỏ mà Tạ Liên đeo vào cái buổi diễu hành thượng nguyên tế trời 3 năm trước. Mộ Tình cũng xem như là có ấn tượng sâu sắc với cái viên ngọc này, vừa thấy nó là thay đổi sắc mặt. Lan Anh cũng không từ chối, y đã mất sạch lễ tiết và đắn đo mà người thường nên có. Hắn đưa tay nhận ngay mà nói, cảm ơn. Lan Anh cẩn thận cất cái viên ngọc vào trong đai lưng, đoạn tháo cái bọc hành lý trên lưng xuống, nhẹ nhàng mà thả cái nó xuống hố, nói, cha sẽ quay về gặp con ngay. Nói xong, hắn trịnh trọng dùng tay vùng đất phủ lên bọc vải. Tạ Liên đỡ trán, nhắm nghiền mắt. Qua một hồi nữa, hắn bước nhanh đi mất. Phong Tính ngạc nhiên hỏi, điện hạ, hắn chôn cái thứ gì thế? Hắn nói cha, này là chôn người sao? Mộ Tình thì lại quan tâm cái chuyện khác mà nói, điện hạ, ta mới vừa đi điều tra, làm rõ cái sự việc. Bên Vĩnh An vốn dĩ đã không có giàu có, cung quán miếu thờ xây rất ít, chưa kể hình như trong đạo quán bên nơi đó có quy định rằng người không thờ phụng thì không được vào cung quán thăm viếng. Vì thế vào được điện thái tử toàn là người giàu có, còn người nghèo gặp nạn căn bản là không vào được. Tạ Liên không có trả lời, trầm giọng nói, các ngươi đến Vĩnh An xem tình hình, ta đến gặp quốc sư hỏi cho rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào. Từ trước đến nay sắc mặt của y chưa bao giờ khó coi như thế này. Hai người hầu như không dám sơ suất, đồng thanh mà đáp lời, lập tức xuất phát. Tạ Liên thì say người lao nhanh về phía núi Thái Dương. Xem ra tình hình thiên tai ở Vĩnh An e rằng chỉ lớn chứ không có nhỏ. Nhưng mà cho dù y không nghe được tiếng cầu phúc, bên hoàng cung cũng không thể nào không biết được.
núi Thái Thương, đỉnh Thái Tử. Đến canh giờ này, du khách trên núi cũng không thể nán lại được nữa. Tất cả đều bị mời ra ngoài cổng chùa, rời khỏi hoàng cực quán. Trong cung Tiên Lạc, tiếng tụng kinh vang lên cái từng đợt. Hơn 1.000 đạo nhân đang học cái lớp buổi tối, còn 4 vị quốc sư thì chủ trì việc hành đạo bên chân tượng vàng cao đến 5 trượng. Trong đại điện Thái Tử, hai bên là đèn cầu phúc xếp thành hàng từ mặt đất đến nóc điện. Tạ Liên giáng xuống từ ở trên trời, nhẹ nhàng đáp lên bệ thờ, vừa khéo ngồi ngay ngắn ở trước tượng thần của mình. Y phất tay, đất bằng nổi một cái trận gió, vô số ngọn đèn đã bắt đầu xoay chậm chậm. Đèn đốt chập chờn, các đạo nhân rối rít ngẩng đầu lên, tặc lưỡi bảo lạ, tiếng thì thầm vang lên loáng thoáng. Lẽ ra quốc sư đang nhắm nghiền hai mắt, ngồi yên ở trên ghế, thì bỗng nhiên mở mắt ra mà nói: "Hôm nay dừng ở đây thôi, về hết đi." Các đạo nhân đứng dậy lui ra ngoài. Ba vị phó quốc sư tuy là không nhìn thấy chân thân của Tạ Liên, nhưng cũng đoán được là có cái thứ gì đó vừa đến. Cả ba đồng loạt lui ra, đóng cửa lớn của đại điện. Cửa lớn vừa khép lại, Tạ Liên vội vàng mở lời. Y nói: "Quốc sư, ngài có biết chuyện đại hán ở Vĩnh An không? Phía phụ hoàng dường như chẳng có động tĩnh gì cả. Phải chăng là trong triều đã xảy ra chuyện gì, hay là phụ hoàng nắm không rõ tình hình cụ thể?" Thần quan không thể tự lén lút hiển linh trước mặt người phàm, chỉ có một cái trường hợp ngoại lệ. Đó là trước mặt của người tu đạo có địa vị cao như là quốc sư hay trưởng giáo. Người có đạo hạnh cao thâm đến cái bậc như thế này chính là người thay mặt cho thần linh ở dưới phàm trần. Vậy nên Tạ Liên có thể trao đổi trực tiếp với quốc sư. Quy tắc không được quỳ lại trong điện Thái Tử chính là Tạ Liên mượn lời của quốc sư mà truyền đạt xuống. Y cứ ngỡ là có tình huống đặc biệt nào đó khiến cho quốc vương không có thời gian giải quyết cái tình hình thiên tai ở Vĩnh An. Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Hoặc là quốc vương không có biết chuyện đã nghiêm trọng đến mức chết nhiều người như thế. Ngờ đâu quốc sư lại đáp: "Quốc vương bệ hạ vẫn khỏe, không có xảy ra cái chuyện gì lớn, cũng nắm rõ tình hình thiên tai Vĩnh An." Tạ Liên nghe vậy mà ngẩn ra, hỏi lại: "Vậy tại sao mỗi lần phụ hoàng đến hoàng cực quán, con chẳng bao giờ nghe người cầu phúc cho Vĩnh An, tại sao ngay cả một câu cũng không có nhắc tới?" Mặc dù y và cha quanh năm bất hòa, nhưng cũng biết quốc vương không phải là một cái vị vua hồ đồ. Tuy rằng luôn tự phụ mình là thiên tử cao quý, đặt nặng, tôn ti, nhưng cũng không đến nỗi thờ ơ với người dân gặp nạn. Quốc sư đáp: "Chuyện này không liên quan đến quốc vương bệ hạ, là ta đề nghị người và hoàng hậu không được nhắc tới Vĩnh An trong lời cầu phúc." Tạ Liên hỏi: "Vì sao?" Quốc sư đáp: "Vì vô dụng thôi." Tạ Liên kinh ngạc mà lại hỏi: "Vô dụng là sao?" Ngừng lại một chút, đầu óc của y mới kịp thông mà nói: "Ý ngài là con là một võ thần nên không có thể quản được cái chuyện hạn hán, bởi vậy đề cập với con cũng vô dụng ư? Nhưng phải chăng ngài đã quên, con không chỉ võ thần mà con còn là Thái tử Tiên Lạc. Dân nước của con giờ đây đang chìm sâu trong nước sôi lửa bỏng. Làm sao con có thể ngồi yên phất lờ được?" Suy nghĩ một lát, Tạ Liên lại nói tiếp: "Việc cấp bách lúc này chính là cứu chữa nạn dân Vĩnh An. Phiền ngài thay con góp ý phụ hoàng, đừng có xây miếu thần điện gì nữa. Điện Thái Tử khắp cả nước đã nhiều lắm rồi, con cũng không cần nữa. Còn đống tượng vàng kia có thể nung chảy hết, phát tiền của trời cho thiên tai. Phía tây Vĩnh An đại hạn thiếu nước, vậy thì đào một con sông dẫn nước từ phía đông sang để mà tưới tiêu bồi dưỡng đất đai." Tạ Liên vừa nói, quốc sư vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm: quá sớm rồi." Tạ Liên hỏi một cái giọng khó hiểu: "Ngài nói cái gì quá sớm cơ?" Quốc sư đáp: "Vì đâu ta lại nói con không nên phi thăng quá sớm, bây giờ con đã hiểu chưa, bởi vì dân chúng nước con vẫn chưa có chết hết." Tạ Liên trợn tròn hai mắt, trầm giọng tức giận mà nói: "Quốc sư, ngài đang nói cái gì thế? Cái gì gọi là người dân nước con chưa có chết hết?" Quốc sư đáp: "Con đã là thần, nhưng con vẫn không quên được thân phận khi làm người phàm của mình, vương vấn không dứt, chưa thể đoạn tuyệt với trần gian. Nhưng mà nếu con dấn thân vào rồi lại bất lực, cuối cùng chỉ có một mớ rối ren mà thôi." Tạ Liên ngồi trên bệ thờ, quốc sư đứng bên dưới, rõ ràng là Tạ Liên đang nhìn xuống. Nhưng khi quốc sư nói những cái lời này, dường như lão mới là người ngồi tít ở trên cao. Tạ Liên hỏi: "Sao con có thể bó tay bất lực được? Chỉ cần chịu làm sẽ có hồi báo, cứu được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu.
Cho dù chỉ cứu được một người, trở về còn hơn là không có hỏi han đến. Nếu ngài không muốn thay con chuyển lời tới phụ hoàng, vậy để con tự đi tìm người. Tạ Liên đột ngột đứng dậy, quốc sư túm lấy tay áo của y mà quát. Quay lại đây, con có biết tại sao thần quan không thể tùy tiện hiển linh trước mặt của người phàm không? Quy định đặt ra hàng trăm hàng ngàn năm qua, tất có đạo lý của nó, đừng có làm chuyện ngu xuẩn. Tạ Liên quay phắt đầu lại mà nói, vậy con có thể làm được gì đây? Cái này không được, cái kia cũng không nốt. Quốc sư, hiện tại trên lãnh thổ của con, rất nhiều người đã chết. Thần được xưng là thần, chẳng phải là để cứu vớt chúng sinh hay sao? Nếu lúc này mà con cũng không có thể xuất hiện, vậy thì lúc nào mới có thể xuất hiện đây? Rốt cuộc ý nghĩa của việc con phi thăng là gì? Quốc sư bắt y lại mà thở dài nói, Thái tử Điện Hạ ơi là Thái tử Điện Hạ à, con có biết ta nhìn thấy cái gì không? Giây lát sau, Tạ Liên bình tĩnh lại, ngồi xuống đáp, mời nói. Thái sư chăm chú mà nhìn y, nói, ta nhìn thấy tương lai của con, tối đen như mực. Tạ Liên nhìn thẳng vào quốc sư mà nói, chắc ngài nhìn lầm rồi, con chỉ thích mặc đồ trắng thôi. Quốc sư nói, ta sợ con không cứu vớt được dân chúng của nước con, ngược lại còn bị họ kéo xuống khỏi thần đàn. Tạ Liên trả lời, dân chúng của nước con không như thế đâu, họ biết phân biệt sạch rồi phải trái mà. Nếu con không thể cứu vớt bọn họ, bản thân con ngồi trên thần đàn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Một lúc lâu sau, quốc sư than thở, tuy việc phụ hoàng con làm không thể nói là đúng, nhưng cũng không thể nói là sai. Con muốn nói phát tiền cứu trợ thiên tai, thật ra không phải là phụ hoàng con chưa từng phát, con có thể xem thử hiệu quả thế nào. Con nói muốn đào sông dợn nước, con đã tự nghĩ đi là xem con sông đó liệu có làm được hay không. Tạ Liên gật đầu, hiểu rồi, cảm ơn quốc sư. Sau khi rời khỏi núi Thái Thương, y đi một mạch về phía tây, tới thành Vĩnh An của nước Tiên Lạc. 20 năm qua, Tạ Liên chưa bao giờ cảm thấy mặt trời lại nóng cháy và trí mạng thế này. Bước chân đầu tiên đặt lên cái mảnh đất này, y lập tức cảm thấy khô nóng khó chịu, dường như mọi vật trong không khí đều bị bóp méo. Mặt trời chói chang giữa trời cao, đất đai nứt nẻ thành từng mảnh vỡ vụn, cằn cỗi một cách đáng sợ. Ven đường có một cái rãnh sâu, hình như trước đây nó là một đường sông, nhưng vì hạn hán mà khô đến thay cả đáy. Lòng sông đen ngòm tỏm, tỏ ra một cái mùi hôi khác thường. Sau khi đi thật lâu, Tạ Liên vẫn chẳng thấy bất kỳ một cái mảnh ruộng nương nào. Biết đâu đã từng có đấy, nhưng ắt hẳn cũng chẳng nhận ra nó từng có ruộng nương nữa rồi. Tạ Liên vừa đi vừa nhìn bốn phía, làn gió khô nóng thổi cái mái tóc dài của y bay toán loạn. Nhưng y hoàn toàn chẳng có tâm trạng mà chỉnh lại. Bây giờ, chợt nghe phía sau có một tiếng người kêu, Điện Hạ. Tạ Liên vừa quay đầu lại, chỉ thấy hai cái bóng người áo đen hối hả chạy tới. Chính là Phong Tĩnh và Mộ Tình. Tạ Liên hỏi ngay, có tin tức gì không? Phong Tĩnh vũ cái vạt áo trước ngực để quạt gió mà đáp, có, trong 1-2 năm qua, toàn bộ phía Tây đều thiếu nước, năm nay mới bùng phát, Vĩnh An là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Sông khô cạn, trời không mưa, đất cũng không thể trồng trọt. Nhà nào có tiền thì đỡ hơn, chỉ cần bỏ tiền mua là được nước và có thức ăn ở phương xa. Có điều, đại đa số những người có tiền đều đã dọn sang ở phía đông cả rồi. Những người còn sót lại đây, một là nghèo, hai là chạy không có nổi. Tạ Liên chau mày mà nói, quốc sư nói không phải phụ hoàng của ta chưa từng làm gì, cũng như đã hạ lệnh cứu trợ thiên tai, tại sao lại vẫn nghiêm trọng như vậy? Mộ Tình lạnh lùng mà đáp, phát 10 phần, cứ xuống một tầng lại bị bòn rút một tầng. Cuối cùng bòn rút hết sạch, chẳng còn cái gì nữa. Tất nhiên vẫn sẽ nghiêm trọng như vậy thôi. Theo ta thấy, so với việc tặng không nuôi lũ sâu mọt kia, thà rằng không phân phát nữa. Nín lặng trong chút lát, Tạ Liên nén giận mà nói, ta phải làm cho cái lũ sâu mọt đó phun ra nguyên vẹn những thứ đã nuốt vào. Mộ Tình nhắc nhở, Điện Hạ, huynh lại quên nữa rồi, chuyện này không phải do huynh cai quản. Thần quan không thể nhúng tay vào thị phi thế gian, băng dày ba thước không phải do cái lạnh trong một ngày mà tạo nên. Quốc vương bệ hạ là người chuyên quản cái chuyện nhân gian, đây là chức trách của ngài ấy còn chưa quản nổi, bản thân huynh gánh trên mình vô số lời cầu nguyện của các bách tính, làm sao mà ứng phó được. Huynh cái này cũng muốn quản, cái kia cũng muốn quản, cuối cùng sẽ rước họa vào thân, huống hồ, đây chỉ là trị ngọn không thể trị gốc. Phong Tĩnh lấy tay che nắng mà nói,
muốn trị tận gốc vẫn phải có nước mới được. Bằng không, điện hạ nhờ quốc sư chuyển lời đến quốc vương bệ hạ, chuyển nước từ phía đông sang chia đều cho phía tây. Tạ Liên lắc đầu, lúc nãy ta đã nói ý định này với quốc sư rồi. Phong Tĩnh hỏi, quốc sư trả lời thế nào? Tạ Liên nghiện lời một lát mới đáp, tóm lại là nó không được. Có điều bây giờ ta phát hiện, đích thực là không khả thi cho lắm. Muốn chuyển nước, trước tiên phải đào sông, nhưng đào sông phải huy động sức dân, cũng không biết cần bao nhiêu năm. Hơn nữa còn hao người tốn của, không thể tiêu phí được nữa. Phong Tĩnh gật đầu, cũng đúng, nước xa không thể cứu lửa gần. Suy tính trong chốc lát, Tạ Liên nói, tuy nhiên nếu con đường của người phàm không giải quyết được, biết đâu chừng có thể thử con đường của thiên giới. Nghe nói mấy năm trước, vũ sư thay nhiệm kỳ, có một vũ sư mới phi thăng, tính tình làm lì quái gở. Để ta xem thử, có thể tới cửa thăm hỏi, thỉnh cầu hắn liệu có thể dùng hình thức đổ mưa để dẫn nước từ phía đông sang phía tây được hay không. Kể từ sau khi phi thăng, ngoại trừ gặp quân Ngô ra, thì Tạ Liên chưa hề chủ động ghé thăm bất cứ thần quan nào, cũng không cố ý lôi kéo quan hệ với bất cứ ai, đối xử bình đẳng với mọi người trong thông linh trận. Y muốn đi thăm hỏi vị thần quan nào, quả thật là chuyện vô cùng hiếm thấy. Mộ Tình lại nói, không được. Tạ Liên quay đầu lại mà hỏi, sao vậy? Mộ Tình đáp, điện hạ, vừa rồi ta đã điều tra kỹ lưỡng. Thật chất, hai năm qua, không phải Vĩnh An hay phía Tây thiếu nước, mà là toàn bộ Tiên Lạc đều thiếu nước. Chỉ là phía đông Tiên Lạc sát biển, gần hồ, dọc sông nên không biểu hiện quá rõ ràng. Vì vậy trước mắt vẫn chưa thành tai họa, nhưng toàn bộ lượng nước và lượng mưa đều ít hơn trước nhiều. Tạ Liên trợn to mắt, Mộ Tình lại nói tiếp. Nếu thật sự đào một con sông hoặc dùng cách đổ mưa để chuyển nước từ phía đông sang phía tây, vậy nhìn chung bên Vĩnh An đúng là có thể thuyên giảm đôi chút, nhưng không cứu được triệt để. Chỉ có thể xem như là cho bọn họ thêm một hơi để kéo dài tính mạng mà thôi. Mà cùng lúc đó, phía đông Tiên Lạc rất có khả năng sẽ xảy ra hạn hán. Cõi lòng bắt đầu căng thẳng, Tạ Liên nói. Nhưng khu vực phồn hoa và đa số dân cư của Tiên Lạc đều tập trung ở phía đông. Gấp hơn 3 lần phía Tây, đặc biệt là Hoàng Thành, một khi bên này mà xảy ra hạn hán. Phong Tĩnh cũng lập tức phản ứng lại mà nói, chắc chắn hậu quả còn nghiêm trọng hơn Vĩnh An. Người chết cũng sẽ nhiều hơn. Mộ Tình gật đầu nghiêm túc mà nói, do đó bạo loạn nổi lên cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Hít sâu một hơi, Tạ Liên lên tiếng, vậy nên đây chính là nguyên nhân mà quốc sư nói việc phụ hoàng ta làm chưa chắc đã đúng, nhưng cũng chưa chắc là sai ư? Chẳng qua phụ hoàng đang lựa chọn mà thôi. Mộ Tình nói, vậy nên điện hạ à, không ai đến điện của huynh cầu phúc cho Vĩnh An là chuyện tốt. Huynh nên giao cho quốc vương bệ hạ lựa chọn đi. Tạ Liên không đáp mà quay đầu đi. Dọc đường y nhìn thấy người nào cũng đen đủi gầy trơ xương, đàn ông hay trẻ nhỏ đều để tay trần. Xương sườn phía trước đều tỏ ra một cái mùi tanh tưởi của kẻ hấp hối, khiến cho người ta muốn thét lên, trốn chạy khỏi cái mảnh ngực nhô lên từng hàng, rõ ràng tột độ. Phụ nữ da dẻ thì khô nứt, hai mắt thẫn thờ. Mọi người chẳng ai muốn nhúc nhích, cũng không còn sức để động đậy. Tất cả bốc mùi, hấp hối tanh tưởi, khiến cho người ta muốn ré lên rồi trốn khỏi cái vùng đất thôi thớp này, lập tức trở về vương đô, phồn hoa ca múa vàng son. Hồi lâu sau, Tạ Liên mở miệng. Các ngươi ở lại đây giúp ta trước đi, chuyển được bao nhiêu nước qua đây hay bấy nhiêu, để ta nghĩ xem. Phong Tĩnh đáp, được. Huynh cứ từ từ mà suy nghĩ, nghĩ được rồi thì nói cho ta biết nên làm sao là được. Tạ Liên vỗ vỗ vai của Phong Tĩnh, xoay người rời đi. Mộ Tình ở lại phía sau hờ hững mà nói, điện hạ, huynh nên suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta có thể giúp 10 ngày, 20 ngày, nhưng không thể giúp 1 năm, 2 năm. Cứu được 100 người, nhưng không thể cứu được mấy trăm ngàn người. Dù sao huynh cũng là võ thân, không phải thủy thân. Cho dù là thủy thần cũng không thể tạo nước vô cớ, nếu không giải quyết được tận gốc, cứ như vậy cũng không phải là cách hay, chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Tạ Liên nghe như vậy, bước chân lại khựng lại, cuối cùng cũng vẫn không có ngoái đầu, vẫy vẫy tay rồi tiếp tục đi về phía trước. Trở về hoàng thành Tiên Lạc, trước tiên Tạ Liên đến hoàng cung, y cũng không biết tại sao mình muốn đến, chỉ có điều không phải là muốn gặp cha mẹ. Không riêng gì nguyên nhân
Thần là thần quan không được tự lén lút hiển linh trước mặt người phàm. Quan trọng hơn là tuổi tác càng cao, rời nhà càng lâu, y càng không biết nên nói chuyện với cha mẹ mình thế nào. Có lẽ tất cả những người làm con trên đời này đều như thế. Chính vì vậy, y ẩn thân đi lung tung một vòng khắp hoàng cung mà mình rõ như lòng bàn tay, nhưng không tìm được quốc vương bệ hạ ở nơi nào khác. Cuối cùng, đi đến Tê Phượng Cung mới nhìn thấy cha mẹ. Hai người lệnh cho cung nhân lui xuống, đang trò chuyện với nhau. Hoàng hậu ngồi trên tháp, tay nghịch một cái chiếc mặt nạ vàng. Đó chính là cái chiếc mặt nạ Tạ Liên đã đeo ở cái buổi diễu hành Thượng Nguyên Tế Trời 3 năm trước. Gương mặt và ngũ quan của chiếc mặt nạ vàng được dày công điêu khắc dựa theo mặt thật của Tạ Liên. Vì vậy, Tạ Liên đeo nó lên rất là vừa vặn. Không phải thấy có gì khác thường, nhưng khi thấy nó trong tay của người khác lại hơi rợn rợn. Quốc vương ngồi bên cạnh mà nói, đừng nghịch cái đó nữa, mau đặt xuống qua ấn đầu cho ta đi. Dù rằng trước mặt người khác, quốc vương hoàng hậu làm chu toàn mọi lễ nghĩa, nhưng từ nhỏ Tạ Liên đã thấy rõ nhất, sau lưng người khác, cha mẹ mình cũng chỉ là một cặp vợ chồng bình thường, cũng sẽ cằn nhằn lải nhải thôi. Quả nhiên hoàng hậu thả mặt nạ xuống, qua ngồi so nhẹ nhẹ hai bên Nguyệt Thái Dương giúp quốc vương, rồi bỗng gạt tóc của ông mà nói, tóc chàng lại bạc rồi. Tạ Liên tập trung nhìn kỹ, hai bên tóc mai của cha mình đúng là lớm đớm bạc, vô cớ thêm ba phần già cỗi. Y nhủ thầm, chẳng phải dạo trước phụ hoàng mới đến Hoàng Cực Quán cầu phúc sao, lúc đó tóc phụ hoàng còn đen mà, sao tự dưng lại bạc rồi. Hoàng hậu lấy một cái chiếc gương đồng định cho quốc vương xem. Quốc vương lại nói, không xem, không xem. Lần sau, trước khi lên núi Thái Thương, nhuộm chút là đen thôi. Bây giờ, Tạ Liên mới kịp phản ứng. Tóc của phụ hoàng không phải mới bạc gần đây, mà đã bạc từ lâu rồi. Chỉ là trước kia, mỗi lần gặp mình đều nhuộm đen. Còn mình thì suốt ngày nghe tín đồ cầu nguyện, bôn ba mệt mỏi, ít bao giờ chủ động về thăm cha mẹ, nên mới không có phát hiện. Sau khi nghĩ thông suốt cái điều này, trong lòng Tạ Liên hổ thẹn vô cùng. Thật may là bây giờ cha mẹ không nhìn thấy y ở đây. Hoàng hậu vừa so so đầu cho quốc vương vừa trách móc. Ngày nào thiếp cũng bảo chàng nghỉ ngơi sớm đi, chàng không có chịu nghe lời thiếp, còn nói thiếp suốt ngày cằn nhằn chàng. Nhìn xem, bây giờ xấu rồi này, hoàng nhi mà nhìn thấy thì càng không muốn ngó ngàng tới chàng cho coi. Quốc vương hậm hừ mà nói, từ lúc hoàng nhi của nàng trưởng thành đủ lông đủ cánh, vốn dĩ nó cũng chẳng ngó ngàng tới ta. Nói thì nói vậy, ông lại nhìn không có được mà len lén lấy cái chiếc gương đồng bên giường, làm bầm. Cũng đâu có xấu lắm đâu, chẳng phải vẫn là cái gương mặt này hay sao? Tạ Liên không khỏi sửng sốt, thật sự không ngờ rằng sau lưng mình, phụ hoàng còn có một mặt như thế, lại còn nói xấu mình với cái giọng điệu chua chát như vậy nữa, khiến y lập tức phì cười. Hoàng hậu cũng nín cười mà nói, rồi rồi rồi, không có xấu, sức khỏe lớn hơn trời, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi. Quốc vương lắc đầu mà nói, không nghỉ ngơi được, dạo này có nhiều người Vĩnh An chạy đến hoàng thành. Đến thì cứ đến đi, thế mà cứ phải rêu rao khắp nơi, làm cho lòng người hoang mang, nan giải vô cùng. Thì ra, cha mình bạc tóc là vì đại nạn ở Vĩnh An, trong lòng Tạ Liên khó chịu khôn tả. Hoàng hậu gật đầu mà đáp, thiếp nghe Dung Nhi nói, hôm nay nó cũng gặp một người Vĩnh An, nghe đầu muốn cướp tiền ở trong miếu, thật đáng sợ. Quốc vương trầm ngâm mà nói, đúng thế, thật đáng sợ. Mấy chục người hay mấy trăm người tới thì thôi, nhưng ngộ nhỡ hơn 100.000 người bọn họ đổ xô tới, rồi cả bọn chạy toán loạn trong hoàng thành, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Do dự một hồi, hoàng hậu lại nói, vậy cũng chưa hẳn, nếu đàng hoàng an phận, tới thì tới đi. Quốc vương nói, vua của một nước sao có thể lấy chưa hẳn ra mạo hiểm, hơn nữa bọn họ tuyệt đối không thể tới đây, nuôi thêm vài người không chỉ đơn giản bày thêm vài đôi đũa, bên trong rất là phức tạp, nàng không rõ đâu, không nói nữa. Hoàng hậu đáp, được được, không nói nữa, những gì chàng nói, từ đầu thiếp đã không có hiểu rồi, nếu hoàng nhi ở đây thì tốt quá, ít nhất cũng có thể san sẻ phần nào với chàng. Quốc vương lại hầm hừ mà nói, nó ạ, nó thì làm được gì, không làm ta lo lắng thêm đã là đỡ lắm rồi. Nhắc đến Tạ Liên, quốc sư có vẻ dậy hứng ngay. Ta không thèm nói đến hoàng nhi của nàng nữa. Hơn mười mấy tuổi đầu mà nuôi y như là công chúa, nó có biết cũng vô dụng,
chỉ tổ thêm phiền não mà thôi. Nó cứ ngoan ngoãn bay ở trên trời đi, không biết gì là tốt nhất. Cứ làm chuyện riêng của nó, bây giờ nó đâu còn là thái tử, nhân gian không còn liên quan gì đến nó nữa. Thích bay thì cứ cho nó bay đủ. Tà Liên im lặng mà nghe cha mình trách móc hăng say. Hoàng hậu thì mỉm cười đẩy quốc vương một cái. Bây giờ chàng biết nói nó là công chúa rồi hả? Công chúa còn không phải vì chàng nuông chiều nó từ nhỏ mà ra hay sao? Còn muốn trách ngược lại thiếp à? Nói đoạn, hoàng hậu thở dài. Cái thằng nhóc này, cái gì cũng tốt, chỉ mọi cái tội không có nhớ nhà thôi. Lúc trước học nghệ ở Hoàng Cực Quán đã thế rồi. Hở ra là mấy tháng không về nhà, bây giờ phi thăng còn lợi hại hơn. 3 năm cũng không gặp được một lần, chẳng biết bao giờ mới được gặp đây. Hoàng hậu bắt đầu phàn nàn, quốc vương thấy như vậy thì nói đỡ cho Tạ Liên. Phụ nữ như nàng thì biết cái gì, quốc sư đã nói quy tắc của thiên giới là như thế, sao có thể tiếp tục xem nó như người phàm được. Nàng gọi hoàng nhi của nàng về thì khác nào là muốn kéo chân sau của nó đâu. Nghe như vậy, hoàng hậu vội nói, thì thiếp chỉ nói vậy thôi, thiếp sẽ không nói ra cái yêu cầu này ở trước mặt của nó. Bà lại lầm bầm, nhìn tượng thần cũng được rồi, không khác gì mấy, đâu đâu cũng là tượng thần của nó. Nhìn cha mẹ hồi lâu, lồng ngực Tạ Liên dâng lên từng cơn chua xót. Cổ họng như nhét cái thứ gì đó, nghẹn đến khó chịu tột độ, chỉ cảm thấy không chờ thêm được nữa, nhưng y lại không thể xuất hiện. Không phải vì sợ vi phạm thiên quy, mà là xuất hiện rồi cũng không biết nên nói gì cho phải. Đối với chuyện ở Vĩnh An, tạm thời y cũng chưa nghĩ ra được cách giải quyết nào tốt. Đột ngột xuất hiện chỉ làm cho cha mẹ luống cuống mà thôi. Tạ Liên nhanh chóng rút khỏi hoàng cung, đi ra bên ngoài. Hít sâu vài hơi, bây giờ tâm trạng mới bình phục lại, ổn định cảm xúc, vực dậy tinh thần. Nghĩ thầm, thở dài chỉ bằng hành động. Y tiện tay, bắt quyết niệm chú, đổi sang hình hài tiểu đạo sĩ áo trắng, chạy một vòng quanh hoàng thành, đo lường và ghi chép khắp nơi. Chạy đôn chạy đáo, bận rộn cả ngày, cuối cùng y cũng lấy được đáp án chính xác. Mặt nước của tất cả sông hồ trong hoàng thành Tiên Lạc đích thực đều thấp hơn trước đây. Lúc còn ở Hoàng Cực Quán, có vài lần y chuồn xuống núi chơi, từng chèo thuyền du ngoạn trên con sông lớn nhất chạy dài xuyên nước Tiên Lạc, sông Lạc. Mặt nước ngày ấy chỉ thấp hơn bờ đê một chút xíu, nhưng bây giờ lại thấp hơn rất là nhiều. Hơn nữa, cư dân ở trong thành đều bảo đã như vậy từ lâu chứ không phải là mới đây. Lúc trước Tạ Liên không có để ý, bây giờ để ý mới ngộ ra đủ mọi dấu hiệu, nhìn mà phát hoảng. Ban đầu y còn hy vọng thông tin của Mộ Tình là nhầm lẫn nên mới tự mình đến chứng thực. Bây giờ không thể không thừa nhận Mộ Tình vẫn không làm mình thất vọng như cũ. Sau khi xác nhận sự thật này, Tạ Liên ngẩn người đứng lặng ven bờ sông như là có điều nghiền ngẫm. Thỉnh thoảng có người đi đường lướt qua Tạ Liên, hoặc là mỉm cười gật đầu, hoặc tò mò nhìn ngó, còn lại chủ yếu vẫn vui vẻ chuyện anh ấy làm, chẳng biết đứng bao lâu, mây mù nơi xa chân trời tụ lại, bốn phía tí ta tí tách, thế mà lại đổ một cơn mưa lâm râm. Người đi đường rối rít che đầu, nhìn trời mà nói, xui xẻo ghê, trời mưa rồi, mau về thôi. Đúng đó, ghét thật. Hạt mưa rơi tí tách nện vào mặt và người của Tạ Liên, lúc này y mới kịp phản ứng mà lẩm bẩm. Mưa rồi ư? Người trong hoàng thành gặp mưa tránh còn không kịp, chỉ trời mới biết một đầu khác của nước Tiên Lạc có bao nhiêu người khát khao một cái trận mưa lớn đã đời như thế. Vài người bùng dù chạy ào qua, thấy Tạ Liên vẫn đứng ở dưới mưa, bèn kéo y một cái thúc giục. Ơ, tiểu đạo tưởng này, sao người còn không chạy, mưa càng lúc càng lớn kìa. Thế là Tạ Liên cũng lóng ngóng mà chạy theo, cùng chạy đến dưới một cái hàng hiên dài. Những người kia cất dù, cười ha hả với nhau. May là mấy hôm nay ra cửa thấy nhiều mây nên mang theo dù, không thì ướt như chuột lột rồi. Đã lâu trời không mưa, e rằng trận này tích tụ lâu rồi, sẽ mưa lớn cho xem. Ôi trời, ngươi nhìn đi, lớn thật rồi kìa, sắp thành mưa xối xả rồi. Hạt mưa rơi xuống đất, tan vỡ văng tung tóe. Chất giọng hết sức thân thuộc của những người này lại khiến Tạ Liên cảm nhận được sâu sắc rằng đây là nơi mà mình sinh ra và lớn lên, đây là con dân mà mình quen thuộc. Trò chuyện một hồi, trận mưa từ từ nhỏ dần, mấy người kia nói, nhân lúc bây giờ nhỏ lượt một chút, mau đi thôi. Dứt lời, lũ lượt bung dù rời khỏi chỗ máy hiên. Còn Tạ Liên thì vẫn đứng yên tại chỗ. Mấy người kia ngoái đầu nhìn y,
Bàn bạc vài câu, một người đi tới đưa một cây dù cũ trong tay cho y, nói bằng cái giọng khách sáo. Tiểu đạo trưởng ơi, có phải không về được không? Ta thấy mưa vẫn còn hơi lớn đó, hay là ngươi cầm lấy cái dù này đi? Bây giờ Tà Liên mới hồi phục lại tinh thần mà hỏi. Cảm ơn nhé, vậy ngài thì sao? Mấy người đứng ở trong mưa phía trước nói lớn. Chúng ta còn dù đây, chen vô chung được mà, đi thôi đi thôi. Nghe đồng bạn thúc giục, người nọ nhét cái dù vào tay của Tạ Liên rồi chạy mất. Cả bọn lạch cạch đạp nước mà chạy xa. Tạ Liên nhìn cái cây dù kia đứng yên chốc lát. Đột nhiên y thấy phía trước cách đó không xa có một ngôi miếu nhỏ không quá bắt mắt, bèn bung dù đi về phía đó giữa làn mưa. Đến gần miếu rồi mới thấy cái câu đối trước hai bên cửa miếu lần lượt viết: thần tại vô gián, lòng tại đào nguyên. Cuối cùng mới xác định được đây là một cái tòa điện thái tử. Trong 3 năm dựng nên 8.000 đạo quán, tất nhiên không phải tòa đạo quán nào cũng nguy nga tráng lệ, khiến cho người ta thán phục như cái tòa trên núi Thái Thương. Trong đó cũng có không ít tòa là nhân sĩ, thôn làng, dân gian xây cho đủ số để góp vui, không dựng hòm công đức, không có ông từ, chỉ lập một pho tượng bằng đất sét, bày mấy cái khay, cũng một ít bánh ngọt và trái cây. Người có lòng thỉnh thoảng tới quét dọn một chút là có thể tự chiếm một điện rồi. Nấp trong xó sảnh không bắt mắt mấy, chính là một điện thái tử cũng chẳng bắt mắt là bao. Còn chưa vào trong, Tạ Liên đã trông thấy một pho tượng thần thái tử gần như có thể nói là ngây ngô đáng yêu. Quần áo lè lẹt, gò má lon lộ phấn trắng, đều cười ngớ ngẩn, chẳng khác gì một con búp bê lớn. Nếu không phải lòng đầy tâm sự, chắc chắn Tạ Liên đã cười ra tiếng. 3 năm qua, tượng thái tử mà Tạ Liên nhìn thấy không 5.000 cũng được 3.000. Trước giờ chưa từng thấy cái pho tượng thái tử nào giống mình như đúc, giống nhất có lẽ chỉ là 7-8 phần. Còn lại không phải là xấu quá thì là đẹp quá. Đa số các thần quan khác đều là tượng thần quá xấu, vừa khéo Tạ Liên thì trái ngược. Có cái đẹp đến mức biến dạng, đẹp đến mức bản thân của y cũng thấy ngại. Vốn dĩ y cũng không nhìn kỹ cái pho tượng đất sét này, chỉ lia mắt qua mà thôi. Nào ngờ lại tình cờ bắt gặp một cái vật gì đó trắng muốt, thế là đường nhìn của y lại lia trở về. Tay trái của pho tượng thái tử làm bằng đất sét thô sơ ấy, cầm một cái bó hoa trắng như tuyết. Cánh hoa trắng nọn, dính một ít giọt sương lóng lánh, mềm mại đến lạ, một mùi thơm dịu như là có như là không, thoang thoảng trong không khí, đáng yêu vô ngần. Tư thế chuẩn mực của tượng thái tử tiên lạc là một tay cầm kiếm, một tay cầm hoa. Nhưng hoa mà tay trái cầm tất nhiên là hoa vàng, hoa đá quý, hoa ngọc thạch được chế tạo tinh xảo thật tuyệt đỉnh. Đây là lần đầu tiên Tạ Liên nhìn thấy có tượng thần của mình cầm hoa thật, vì vậy không khỏi nhích lại gần hơn. Nhìn kỹ em mới phát hiện, ban đầu tay trái của pho tượng thái tử này hẳn là thật sự cầm một nhành hoa đất sét, nhưng không biết do thợ khắc tượng không khéo tay nên cành hoa rớt mất, hay là bị ai đó đùa dai tháo xuống, bây giờ trong nắm tay chỉ còn một cái lỗ nhỏ. Bó hoa trắng nho nhỏ ấy vừa khéo cắm đầy trong cái lỗ nhỏ này. Nếu ai đó hái tới chỉ để lấp đầy cái lỗ hổng trong tay trái của pho tượng đất sét này, vậy đúng là thật có lòng. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Liên chợt nghe được cái tiếng bước chân dồn dập. Y không quay đầu lại, đầu tiên là ẩn thân mình, cầm dù nhẹ nhàng phóng lên bệ thờ. Lúc này mới xoay người mà nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong màn mưa tầm tã mù mịt ngoài miếu, có một thiếu niên chạy ào vào. Thiếu niên này chỉ tầm 12-13 tuổi, toàn thân ướt đẫm. Trên người là quần áo sờn cũ, trên mặt là băng vải bẩn thỉu. Tay phải khum lại, bao lấy nắm tay trái, như là thể đang che chở cái thứ gì đó. Sau khi chạy đến giữa miếu, nó mới từ từ mở hai bàn tay ra. Một bó hoa nho nhỏ trắng ngần lặng lặng nở rộ ở trong tay của nó. Nhớ tới cái gì đó, Tạ Liên khẽ ồ một tiếng. Gương mặt quấn hàng lớp băng vải ấy không khỏi y liên tưởng tới cái đứa bé mình gặp vào 3 năm trước. Nhưng y cũng không dám chắc chắn, nghĩ theo khía cạnh bi quan, sau khi một thân một mình trốn xuống núi Thái Thương, đứa bé đó thật sự có thể sống sót thêm 3 năm sao?